Misam Pannoi Tipi Sopakawa Dasa Paramisam Pannoi Tipi Sopakawa Dasa Upa Paramisam Pannoi Tipi Sopakawa Dasa Paramatha Paramisam Panno Yandun nimitang awa mangalam chayo chamana posa kuna sasado papaga hodo so pinang akantang putanu pavena vina samintu yandun nimitang awa mangalam chayo chamana posa kuna sasado papaga hodo so pinang akantang Tamanu pavena vina samintu yandu nimitam Ava mangalan chayo chamana posa kuna sasadu papaga hodu supinam Akantang sangha lupavena vina samintu Sirasaming nobuta seto sariputo chadakine Vama angse mokhalano purato pita katayang bachime mama anando. Kina vacha turisa samanta loka palacha inda deva. Sa prahma kayete sang anupavena sape paya upatavaneka. Antaya pivena santu asesato. Yam kinti ratanang loke vijati vivitam buddhu ratanang buddha samanati tasamasoti bhavantu te yam kinti ratanang loke vijati vivitam buddhu ratanang dhamma samanati tasamasoti bhavantu te yam kinti ratanang loke vijati vivitam buddhu ratanang sangha saman natita samasuti bhavantu te sakkatava buddha ratanang osatang utamang varang hitang deva manusana buddha jitena soti nana sanvatava sapi dukkha Upasamintu te sakkatava dhammaratanang osatang utamang varam palam upasamanang dhamma te jena soti nana santu patava sapitukha Upasamintu te sakkatava sangharatanang osatang utamang varam ahunayang bahunayang Sangha te jena soti nana santu patava sape dukkha upasamintu te. Imina punya kamena upachaya kunotara acari yopakaraja. Mata pita jaya taka piya mamang suriyo janti marasa. Kuna vantana rabi ja brahma maraja inda ja duloka pala ja devata nyamo mita manusa ja masata virika bija sape sata sukhi hontu punya nipakata nime sukhang jati vitang tentu kipang papeda vumatang imina punya kamena Na uti se na cha ki pahang su la pi che vatanu patana se tanam. Ye santa ne hi na dhamma ya wa ni pa na to ma mang na santu sa pata ye wa. Yata sa to pa ve pa ve o su chi tang sa ti pan nya san le ko vi ri yam hi na. Marala pantu no kasang katun javiri yesu me putati pavaro nato tamo nato varo tamo nato pake ga puto chasang ko nato taro mamam te sota manu bhave namaro kasang la pantu ma kasata japumatam Tewanagama itika bunyantang anumodit acira mrakantu sasanam
akasatta japumata devana gamaitika bunyantang anumoditva jiram rakantu desanang akasatta japumata devana gam mahitika bunyantang anumoditva jiram rakantu mangparam Thevo vasantu kalena sasa sampati hotu cha pito pavantu loko cha racha pavantu tamiko dukha patta jani dukha paya patta jani paya soka patta jani soka hontu sape pipani noeta vanta jamei sampatam Punya sampadang sape thewa anumo thantu. Uka samayang pante visung visung rakhanathaya. Tisalane nasaha pancha silaniya jama. Dutiyam pimayang pante. Visung visung rakhanathaya tisalane nasaha pancha silaniya jama tatiyam pimayang pante visung visung rakhanathaya tisalane nasaha pancha silaniya jama Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ Nam Mô Phật Thaya, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con Nam Mô Phật Thaya. Dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật A Đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nên mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật A Qua Đó ngài bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con nên mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật A Qua Đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bhutan saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Dutiyami Buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyami Dhammang saranam gacchami,
Con nay mới lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đu thí giảm bí sẵn khăn sa lăng ca cha mi. Con nay mới lòng thành nhì. Ta thí giảm bí bụ đăng sa lăng ca cha mi. Con nay mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta thí giảm bí thầm văn sa lăng ca cha mi. Con nay mới lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta thí giảm bí sẵn khăn sa lăng ca cha mi. Con nay mới lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thăng xa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Tham mang xa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sẵn khăng xa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Đô ti yam pi bụt thăng xa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham mang sa la nang kha cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sa la nang kha cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thang sa la nang kha cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tuy sarana gaha năng paripun năng phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phan tê dạ xin vâng. Banati mata ve ramani sakha badang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana ve ramani sakha badang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumichaha chara ve ramani sikha badang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada ve ramani sikha badang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura era yamachapamada thana Vệ Ramani Sakha Banang Sama Yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ dùng rượu và các chất sai. Anati Pata Vệ Ramani Sakha Banang Sama Yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Vệ Ramani Sakha Banang Sama Yami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura mera yama cha pamada thana veramani sikha padang samadhi yam. Điều học là quý nhân xa sự dễ dối u rượu và các chất say. Imani bancha sikha padane sadhu gan katawa apamadene nichaka lang sammarakitappang. Chỉ điện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vân giới hành theo trên trọn đời chẳng nên với vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Sĩ đà na su ca tân dân tê sĩ đà na phô ca sa ma đa sĩ đà na ni con tân dân tê ta s ma sĩ lăng vi su tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay.
Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dước tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, và con xin được thay mặt đại chúng trong room chính cung tiền đại đức Tuệ Nhẫn và đại đức Hoan Hỷ kệ xung phong kệ trước bài kinh pháp cú số 223. Dạ, con đã thấy tín hiệu của đại đức Tuệ Đức, kính cung tiền đại đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh pháp cú câu số 223. Akko the na chine ko thăng asa thung sa thu na chine chine kadayi răng kadari răng da ne na sat sắc chê na akalik na akalikawa đi năng. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không giận, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nòi gió gian, là bổ tơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ ạ. Akko the na chine ko thăng asa thung sa thu na chine sakche na akawa sakche na akalika wadinang. Akko the na chine ko thăng asa thung sa thu na chine chine karari yang dane na sakche na alika wadinang. Akko the na chine ko thăng asa thung sa thu na chine chine karari yang dana dane na sakche na akalika wadinang. Dạ, con xin hết ạ. Kính mời người tiếp theo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính làm lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con cung kính làm lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 223. Akko the na chine ko thăng asa thung sa thu na chine chine kada ri yang da ne na sa ye na a ni ka wa di nang. Akko the na chine ko thăng asa thung sa thu na chine chine kada ri yang da ne na sa che na a ni ka wa di nang. Akko the na chine ko thăng asa thung sa thu na chine chine kada ri yang da ne na sa che na a ni ka wa di nang. Lấy không giận thắng giận,
lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy thân, lấy chơn thắng hư ngụy. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ Chư Tăng và xin nhường mic cho rung ạ. Sa thú lạc thai, đại đức tuệ nhẫn, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức, cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ nhân pháp, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 223. Ác cô thề ná chí nề cô thăng á sa thùng sa thu na chí nề chi nề ca đa ri yang đa nề na sắc chê na a li ca hòa đi năng a cô thề na chi nề cô thăng a sa thùng sa thu na chi nề ca đa ri yang đa nề na sắc chê na a li ca hòa đi năng a cô thề na chi nề cô thăng a sa thùng sa thu na chi nề ca ra ri yang đà nề na sắc chê na a li ca hòa đi năng lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A cô thề na chi nề cô thăng a sa thùng sa thu na chi nề ca đa ri yang đa nề na sắc chê na a li ca hòa đi năng. Không sân chế ngự hận sân, giới điều xấu ác phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nồi giống dối gian. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Thầm Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 223. Ác cô thề ná chí nề cô thăng á sa thùng sa thú na chí nề chí nề ca đa ri yang đà đề ná sắc chê ná a li ca hòa đi năng. Ác cô thề ná chí nề cô thăng á sa thùng sa thú na chí nề ca đa ri yang đà đề ná sắc chê ná a li ca hòa đi năng. Ác cô thề ná chí nề cô thăng a sa thùng sa thú na chí nề ca đa ri yang đà đề na sắc chê na a li ca hòa đi năng. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sân tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Không sân chế ngự hận sân, với điều ác xấu phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kiếp còi, lấy lòng chân thật cứu nồi giới gian. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, muốn mời bằng tay Sích Sương Mai. Dạ con kính cảm ơn cô Cẩm Vân, con Sư Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Thầm Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá.
Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý thiện sự. Con xin đọc pháp cú 223. Ác cô đề ná chí nề cô đăng á xa đùm xa đu nà chí nề. Chí nề ca đá, ca đá lý dặn đà nề nà. Sắc chê nà á lý ca hòa đi năng. Ác cô đề ná chí nề cô đăng á xa á xa đùm xa đu nà chí nề. Chí nề ca đá lý dặn đà nề nà. Sắc nề sắc chê ná á lý ca quá đi năng. À, cô đê na chi nê cô đăng a sa đum sa đu na chi nê chi nê ca đa giang đa đê na sắc chê na li ca wa đi năng. À, cô đê na chi nê cô đăng a sa đum sa đu na chi nê ca đa ri giang đa đê na sát cha nê a lì ca qua đi năng. Lý không giận thắng giận, lý thiện thắng không thiện, lý thí thắng sang tham, lý chân thắng hư ngụy. Bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Không sân chế ngự hận sân, giới điều xấu ác phải cần tốt vui. Xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nòi dối gian. Bản phổ thơ hòa thượng Dư Đức. Và sư Mai đọc xong, kính mời cô Tự Duyên ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn chị sư Mai. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số 223. Cảm ơn Huynh Quách Thanh Á. Ác cô thề ná chí nề cô thằng á xa thùng xa thu nà chí nề. Nề ca đá đi dằn đà đề đà nề ná sách chê ná. Alikawa di nang akko te na chine ko thang asa thum sa thu na chine chine ka da di yang da ne na sạch chê na a li ca qua đi năng. Cô thế na chi nê cô thăng a sa thung sa thu na chi nê. Chi nê ca đa di yang đa nê na. Sạch chê na a li ca qua đi năng. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Phổ thơ hòa thượng Thích Minh Châu. Không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui. Xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nội dối gian. Phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ kính mời học huynh Quách Thanh Á. Dạ, đã thấy tín hiệu. Sa thu lành thầy cô tu nữ tuệ duyên. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 223. Cảm ơn Sít Cả Đông cho biết nghe rõ.
cô thế na chỉ nê cô thắng a sa thun sa thu na chỉ nê chỉ nê ca đa ri yang đa nê na sắc chê na a di ca wa di năng cô thế na chỉ nê cô thắng a sa thun sa thu na chỉ nê chỉ nê ca đa ri yang đa nê na sắc chê na a di ca wa di năng cô thế na chỉ nê cô thắng a sa thun sa thu na chỉ nê chỉ nê ca đa ri yang đa nê na sắc chê na a di ca wa di năng lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng san tham, lấy trơn thắng hư ngụy. Bản dịch của ngài Minh Châu. Không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui. Xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nòi dối gian. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thầy, gia con xin được xuống mic và kính chào cô tu nữ Như Pháp với Nick Nhật Huyền vừa vào đại tràng. Dạ Vatana xin được kính mời cô cầm mic, kính mời cô Như Pháp. Dạ sa thú kính cảm ơn mình Vatana. Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sangha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thầy Đức cùng chư Tôn Đức, Đại Đức Tài Nhẫn cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Xin sám hối và cảm ơn cô Đặng Đồng, cảm ơn Vinh Quách Thành Á cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, Như Pháp kính chào Vinh Quách Thành Á, mến chào Thí An Lạc, mến chào Thanh Thủy, kính chào Buôn Bỏ, mến chào cô Đặng Đồng, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, kính chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào cô Sương Mai, kính chào Ngào Sắc, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Quỳnh Nha Xuất Thí. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ Như Pháp mà không biết đạo tràng còn vị nào chưa ôn bài thì cho Như Pháp một tín hiệu để Như Pháp mời ạ. À, trong khi chờ đợi cô Trần Đạo hoặc Thi Na vào đạo tràng hoặc cô Thâm Phương. Dạ. Dạ trong đạo tràng còn ai không cô Rằng Đông? Còn vị nào chưa ôn bài không? Dạ hết rồi ha. Dạ. Vậy thì bây giờ con xin được ôn bài Cầu Phật Cú Kinh số 223 và cảm ơn Quỳnh Bát Thái Nã cho bài học. Ách khô thề na chi nê cô thăng a sa thum sa thum a sa thum sa thu na chi nê ca đa ri dặn đà nê na sát chê na li ca hòa đi năng ạt khô thề na chi nề cô thăng a sa thum sa thu na chi nề ca ra di văn đà nề na sa chê na ác ca li ca hòa đi năng
At khổ thề na chi nề cổ thăng a sa thâm sa thu na chi nề chi nề ca ra đi dặn đà nề na sa chê na an lý ca đi qua dặn sa chê na y lý ca hòa đi năng lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sanh tam, lấy chân thắng hư vị. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À cổ thế na chỉ nệ cổ thăng à sa thum sa thù na chỉ nệ chỉ nệ ca ra đi dặn đà nệ na sạch chê a li ca quả đi năng à cổ à cổ thế na chỉ nệ cổ thăng à sa thum sa thù na chỉ nệ chị nệ ca ra chị nệ ca đa đi dặn đa nệ na sạch cha sạch che an ly cà quả đi năng không sân chế ngự không sân chế ngự hận sân dây điều xấu ác phải cần tốt vui xả ly thắng niệm chiếc còi lấy lòng chân thật cứu nòi biểu gian. Và đây là bản thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân. Con nghĩ để Đức Tuệ Nhẫn vào sớm thì chắc có lẽ sư cũng đã ôn bài. Thành kính tri ân đại Đức Tuệ Nhẫn, đại Đức Tuệ Đức đã hoan hỷ. Tiên phong ôm bài cao pháp cứu kinh số 223. Niệm pháp kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Cô Đặng Đông, cô Sương Mai, cô Cẩm Vân, Thanh Thủy, cô tu nữ Tệ Duyên và tất cả quý vị đã đưa tay ôm bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Mặc dù con sớm một phút nhưng mà con thấy đạo tràng không có vị nào đưa tay cũng như không có vị nào mới để giao ông bài. Nên Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp nắm tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đầy đức để nhận giảng giải và học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Bách Thái đã cho bài học. Nam Mô Bích Thái Giá. Nam Mô Thầm Mai Thăng Khai. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam buốt ta sa nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam buốt ta sa nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam buốt ta sa thiện tế bộn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí rảnh rang não phiền kết buộc sân tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ba nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen phước sanh trí tuệ vô biên đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo hay nơi đây tâm đạo tinh thành ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành a ngưỡng cầu xâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ và duyên sự ý nghĩa cao pháp cứu kinh số 224. Như pháp kính đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiết hóa. Và con kính dân mít tính sư ạ.
Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Sư cầm mic không được, sư rớt nét rồi. Dạ, cô Rạng Đông có nghe được âm thanh như pháp không cô? Dạ, cảm ơn cô. Dạ, trong khi chờ đợi sư vào, dạ, như pháp kính chào cô Thiên Lạc, có Thiên Lạc vào đạo tràng. Dạ, ở chùa Pháp Luân mấy hôm nay như pháp cũng rất là bị kẹt về cái nét. Dạ, coi như là ngày nay là ngày thứ ba rồi. Dạ, chùa không có nét như phép như pháp vào bao thoát phải lấy nét của phone đưa vào trong laptop. Dạ, mới có đưa bài giảng hoặc là chăm mít được. Tại vì như pháp không có biết dùng cái phone để mà cầm mít hoặc phát bài, nên là phải dùng cái nét của laptop của phone mà đưa qua cái laptop để làm việc, nên cũng rất là bị dốt. Những vị giỏi thì người ta sẽ có thể người ta làm bài ở trên cái phone luôn, nhưng mà do như pháp hơi bị dốt. Dạ, vì giờ sư rớt rồi, sư không trở vào được, chắc là mời cô Rạng Đông cầm mic với cô chứ giờ biết nói gì đây. Như pháp bị kẹt cái nét nên đầu óc như pháp nó cũng rối bời, nó rất là nhiều, mất nhiều thời gian để vô được lớp học. Dạ, cô Rạng Đông có thể cầm mic được không cô? Như pháp nghĩ lại. Dạ, mời cô nghe. Dạ alo, quý vị có nghe rõ chưa? Dạ alo. Dạ thưa quý vị có nghe rõ chưa? Dạ alo.
Dạ thưa quý vị có nghe rõ chưa? À dạ, ok. Dạ chúng ta vào bài học rồi. Dạ. Chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo ạ. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi supatipanno bhagavato savaka sangho sanghaṃ namassāmi. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Phật Bảo, ơn Đức Pháp Bảo, ơn Đức Tăng Bảo. Cho nhờ ơn Đức Tam Bảo xin gia hộ cho tất cả luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay thì chúng ta sẽ học câu kệ số 224 ha. Bây giờ chúng ta sẽ học cái câu kệ này và luôn luôn chúng ta luôn luôn hãy nhớ về cái khoảnh khắc này, cuộc sống đã biến mất đi hoàn toàn. Suốt ngày chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái xúc chạm cứng mềm, nóng lạnh, không có một con người nào, không có một ai ở đâu cả. Nếu thực sự chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được rằng mọi thứ chỉ sanh lên và biến mất, không có cái gì sanh trở lại cả. Do vậy không có chúng ta trong tương lai, không có con người nào trong tương lai cả. Tương lai lại chỉ những cái thấy do duyên nghiệp lại tạo ra. Tương lai lại chỉ có cái nghe do duyên nghiệp ra. Do tương lai lại chỉ có cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Rồi tương lai cũng chỉ có các cảm thọ. Tương lai cũng chỉ có các tưởng, các hành, các thức quẩn sanh ra và hoại diệt mà thôi. Có một con người, không có một chủ thể nào ở bất cứ kỳ đâu. Tất cả chỉ là các pháp hữu vi, do duyên chúng đã sanh khởi và chúng hoại diệt đi hoàn toàn. Do vậy, chỉ có con đường phát triển trí tuệ để chấm dứt hoàn toàn những cái pháp hữu vi này mà thôi. Không có một cái con đường nào khác, cũng không có ai tu tập, mà chỉ có các hành quẩn, chỉ có trí tuệ chúng phát triển cái con đường riêng biệt của chúng. Và rồi cũng không có ai luân hồi, mà chỉ có vô minh, về những cái khoảnh khắc này và chúng tham ái này tiếp tục nối tiếp cho những khoảnh khắc sau. Và rồi cái tiến trình cứ hết quả rồi nhân rồi lại phiền não cứ luân phiên hết đời sống này đến đời sống khác, hết khoảnh khắc khác. Chúng ta có thấy điều đó không? Từ sáng đến giờ có muôn vàng cái thấy đã sanh và diệt đi không bao giờ quay trở lại nữa. Cái nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm cũng vậy. Và nếu như chúng ta thực sự hiểu những thứ này thì chúng ta sẽ dần dần cũng giống như Đức Phật dạy, chúng ta sẽ thấy được tứ niệm xứ và chúng ta sẽ phân biệt các cái uẩn xứ giới đế một cách rõ ràng và thấy rằng nó thật là rỗng không, thật là vô nghĩa. Cái mà chúng ta chấp thủ ở đời sống này thực tế nó chỉ là đất nước lửa gió, chỉ là những cái bất tịnh cấu uế của những cái tấm thân nhồi nhét những cái tử thi đã chết vào. Và rồi dần dần chúng đi đến hoại diệt mà thôi, không có một con người nào cả. Hãy thức tỉnh, hãy dừng lại, hãy nhìn nhận cho thật đúng pháp lời Đức Phật dạy, để chúng ta luôn luôn sống với hiện tại, dầu là một chút ít, một khắc hiểu biết, cũng quý hơn là muôn vàng cái phước báo mà chúng ta làm, mà chúng ta lại mê đắm, đời này nguyện ước vào những cái đời sống sau. Đó là một cái dạng tà kiến mà cho rằng có tôi trong đời sau. Thực tế thì không có một ai trong đời nào cả, mà chỉ có tiến trình của các nhân duyên, của các pháp. Do vậy chúng ta cần phải hết sức là dũng mãnh thì chúng ta mới có thể bứng gốc được các cái lậu hoặc vô minh tà kiến ở nơi chính cái thân tâm này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào cái bài học đó. Tiếp theo là chúng con xin đọc một lần là sách chăng phát lê nát khút chay giác đách chấp pháp min pí gia chí tô e hí
ti hi tha ne hi gách chê đê hoa nát xanh tị kê. Nghĩa việc được Ngài chấm thân dịch là văn xuôi nè, nên nói sự thật, nên nói sự thật. Sự thật thì phũ phàng lắm, phải không ạ? Vậy chỉ có một số người con của Đức Phật thì mới chấp nhận được sự thật thôi. Bởi vì tà kiến nó dính mắc đủ thứ hết. Như vậy lời nói sự thật là lời nói gì? Sắc chân, cái từ sắc giá ở đây, sự thật hay là chân lý, hay còn gọi là sự chân thật, hay còn gọi là gì? Là chánh ngữ, đây hả? Ở đây nha, cái bài kệ này là chánh ngữ trong Bát Chánh Đạo. Vậy là lời nói chân thật, lời nói chân thật đúng pháp, mang đến lợi ích, không hại mình, không hại người. Lời nói chân thật là vị ngọt tối thượng. Giờ lời nói như thế nào là lời nói chân thật? Lời nói đó phải đúng pháp, có trí tuệ đi kèm, có tâm từ, không có khởi lên sự phẫn nộ. Nên nói sự thật. Vậy thì là người con Phật thì chúng ta nên nói cái sự thật gì? Nên nói cái sự thật về Tứ Thánh Đế, nên nói cái sự thật về khoảnh khắc này, rằng là mọi khoảnh khắc không phải là một con người nào cả. Khoảnh khắc thấy chỉ sanh lên và diệt đi. Cái thấy này độc cư, cái thấy này sanh ra mình và chết đi một mình. Cái nghe này sanh ra chết đi một mình. Chúng chỉ sanh khởi với duyên riêng của chúng, chỉ để nghe một âm thanh thoảng qua và rồi biến mất đi. Cái nghe hôm qua không còn là ngày hôm nay nữa. Cái nghe của ngày mai cũng không phải là cái nghe của khoảnh khắc này. Vậy cái nghe của ngày mai cũng không có ai nghe, mà chỉ có cái nghe tùy thuộc vào duyên của nó. Chưa chắc ngày mai chúng ta đã được nghe về thế giới này. Và dầu chúng ta có nghe bao nhiêu đi chăng nữa, thì tất cả cái nghe cũng chỉ để nghe và rồi biến mất đi. Như vậy cái nghe nó là một quả của nghiệp. Cái nghe không có nhĩ căn, không có âm thanh thì cái nghe, và không có nghiệp thì cái nghe không thể hiện khởi được. Như vậy mỗi chúng sanh đều nghe những cái âm thanh, và rồi cũng tùy cái âm thanh đó mà chúng sanh chấp thủ hay là chúng sanh giải thoát. Tất cả đều do duyên của chúng, và không có một ai tạo ra được bất cứ một cái gì cả. Không có ai tạo ra trí tuệ, không có ai tạo ra chánh niệm, không có ai tạo ra cái phương pháp thực hành nào hết. Pháp này nó chỉ sanh khởi do duyên và rồi biến mất đi hoàn toàn. Làm sao mà chúng ta có thể chờ một cái pháp nào đó để hiểu được? Không. Chỉ có các pháp nó thoáng qua. Như vậy cái chánh niệm nó cần phải hết sức là nghe diệu pháp cho tinh ý và khéo như lý tác ý từng chút một khi các pháp hiện khởi. Đó là con đường trung đạo, đó là con đường vô cùng cao thượng nhưng mà cực kỳ khó. Và chúng ta hầu như là học giáo pháp của Đức Phật nhưng lọt hết vào những cái tà kiến, những cái phương pháp thực hành. Do đó mà chúng ta chỉ mong mỏi để giác ngộ, chứ thực tế chúng ta không chịu đủ các pháp trong đời sống hàng ngày từng chút một khi chúng sanh khởi. Người đi tìm một cái phương pháp để giác ngộ là đã sai lời Đức Phật dạy. Tại sao những cái thấy nghe ngửi, những cái cảm thọ, những cái mà chúng ta cầm nắm trong đời sống hàng ngày, chúng chính là pháp. Tại sao chúng ta lại không có một chánh niệm, chúng ta lại không hiểu biết về chúng? Nếu mà chúng ta nói về chánh niệm thì bây giờ đang có cái cứng, cái mềm. Liệu chúng ta có hiểu được chúng không? Nếu chúng ta tu tập một phương pháp nào đó, vậy thì cái cứng, cái mềm nó đang sanh khởi thì sao? Chúng ta có biết gì về nó không? Nếu mà thực sự chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy được là sao? Là khi mà cái thân này, cái nóng, cái nặng ở trong thân, cái cứng mềm trong thân, thì đây đang là chánh niệm về về quán, về thân, phải không? Vậy thì khi mà chúng ta thấy những cái sắc, chúng ta cầm nắm những cái tô, cái chén chúng ta ăn,
Cái đó có phải là niệm thân không? Nó cũng là cứng mềm. Không, cái đó không phải là niệm thân. Cái đó chính là niệm pháp, phải không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là pháp nó đang hiện khởi ở đây. Nếu khi chúng ta không có cái chánh niệm, chúng ta không có hiểu biết, chúng ta không có lắng nghe diệu pháp, thì chúng ta sẽ không rạch ròi được các pháp trong đời sống. Như vậy các pháp nó đang hiện hữu ở đây mà thôi. Nhưng mà nó chỉ thiếu trí tuệ. Và chúng ta thì luôn luôn đi tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng mà cái nó đang hiện hữu, nó đang báo cho chúng ta biết, thì chúng ta lại bỏ quên. Như vậy cả cuộc đời của chúng ta đi tu tập, nhưng chỉ quên mỗi một điều, đó là quên pháp đang sanh khởi. Rất khó. Và rất khó nếu không có một bậc trí ra đời, không có người, không có diệu pháp của Đức Phật mà không có lắng nghe đúng, chúng ta sẽ hoàn toàn chìm đắm vào trong ý niệm. Vậy nên nói cái sự thật. Sự thật ở đây tức là trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thường nói về thế nào là sự thật, về bốn chân lý. Khổ là sự thật. Nguyên nhân của khổ chính là tham ái, là sự thật. Xuất ly khỏi tham ái là chấm dứt sự khổ của luân hồi, là sự thật. Và cái con đường bát chánh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là sự thật tối thượng. Cái này cần phải chia sẻ, cần phải gì, cần phải hung đúc, cần phải nói cho nhau nghe, cần phải được trao đổi, cần phải đúng nhuần, thì những cái lời chân thật này, những cái pháp này, nó mới ngấm dần vào trong tâm trí của chúng ta. Sự thật này là cái vị ngọt tối thượng đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi. Như vậy nói lên sự thật, không lên phẫn nộ. Như vậy người nói sự thật là tốt rồi. Nhưng mà khi người ta cự cãi, những cái người người ta tà kiến, người ta theo cái đường lối của họ, người ta cự cãi, người ta phỉ báng, thì mình không nên cự cãi với họ. Vì nếu mình biết sự thật, mình nói mà người ta cự cãi, mà mình lại cự cãi với họ bằng phẫn nộ nữa, thì sao vậy? Thì cái chân lý của mình, cái chân lý mà Đức Phật dạy, mình không đem đến lợi lạc cho mình và không đem đến lợi lạc cho người. Như vậy chúng ta phải trải qua một cái thời gian rất dài nghe diệu pháp, và tâm của chúng ta nó cần phải có đầy đủ những cái ba la mật, đầy đủ những cái đức tính chân thật, kham nhẫn, từ bi hỷ xả, đầy đủ. Xuyên qua cái đời sống hàng ngày, chúng ta nghe diệu pháp và khéo như lý tác ý từng chút một để hiểu, thì chúng ta mới mới thành tựu được cái đạo lộ này. Như vậy không nên phẫn nộ. Hoặc là tiếp theo nữa là khi được yêu cầu, khi được ai đó nói rằng là con đang khó khăn, hay là sư đang cần một cái điều gì đó, hễ người khác được yêu cầu về những cái vật dụng cần thiết đến với họ, thì lên bố thí, dầu chỉ là một chút ít, dầu chỉ là một chút ít, dầu chỉ là một chút ít. Dầu là chúng ta chỉ có một chút ít thôi, nhưng mà tâm tư của chúng ta nó luôn luôn thích chia sẻ, thích chia sớt, thì với ba cái yếu tố này và bốn yếu tố này, thì Đức Phật nói rằng là có thể đi đến đến thế giới của chư thiên, tức là thế giới của
sự tốt đẹp, thế giới của sự tốt đẹp. Sắc chân pháp nê là nói lên cái sự thật, nói lên cái sự thật. Sự thật là gì? Cái gì là sự thật trong đời này? Cái thấy là khổ, cái nghe là khổ, cái được thấy là khổ, cái nghe là khổ, cái được nghe là khổ, cái ngửi là khổ, cái mùi được ngửi là khổ, cái nếm là khổ, cái vị là khổ, cái xúc chạm là khổ, cái cứng mềm nóng nặng là khổ, cảm thọ là khổ, các tưởng là khổ, các hành là khổ, các thức là khổ, mắt là khổ, tai là khổ, mũi là khổ, lưỡi là khổ, thân là khổ, sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ. Tất cả những sắc quá khứ, hiện tại, vị lai, thô tế, xa gần, trong ngoài là khổ. Như vậy, các sắc quá khứ, như vậy chỉ trong quá khứ cũng chỉ có các năm uẩn này hay năm uẩn khác do duyên đã sanh và diệt. Tương lai có sanh khởi thì cũng chỉ là năm uẩn khác nhau, sanh và diệt. Và hiện tại cũng chỉ có các năm uẩn sanh khởi do duyên và diệt đi. Không có một ai trong cái thấy, không có một ai trong cái được thấy. Cái được thấy chỉ là một cái màu của một tứ đại. Và tứ đại thì nó đa dạng và nó có rất nhiều cái màu hiện diện cùng tứ đại đó. Mỗi một người, mỗi một con mắt, mỗi một tâm ý, mỗi một nghiệp, mỗi một người thì trải nghiệm những cái thấy nghe từ nơi mình. Và cũng từ đó nghiệp duyên, rồi từ đó mà sinh ra. Và rồi tất cả, dầu là chúng có là như thế nào thì chúng cũng chỉ là năm uẩn, là vô thường mà thôi. Sắc dầu đẹp, dầu xấu, dầu xa gần như thế nào, chúng cũng chỉ là bất tịnh, vô thường, vô tri, vô giác. Chúng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là một ai đó ở trong đời. Cái cứng không thể là con người được. Như vậy cái cứng nó chưa yêu ai, cái mềm cũng chưa yêu ai. Chỉ có tâm tham, chỉ có những cái sự chấp thủ vào những cái sắc này, cho rằng đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là tự ngã của tôi. Nhưng cả một đời chúng không bao giờ biết đến ai cả. Chúng cũng không sầu muộn về ai cả. Chúng cũng không than khóc về ai cả. Chúng sanh ra với duyên riêng của chúng, và rồi chúng vô tri, rồi chúng đổ vỡ theo đường lối riêng biệt của chúng. Chúng chưa từng quen biết ai ở trên đời này. Đối tượng thị giác chúng chưa từng quen biết ai. Âm thanh cũng chưa từng quen biết ai. Cái thấy cũng chưa bao giờ quen biết ai cả. Cái thấy chúng chỉ thấy riêng cái đối tượng thị giác của chúng và rồi diệt đi. Các bạn có thấy điều đó không? Nếu không thấy thì cần phải thấy. Bởi vì nếu không thấy thì sẽ không thấy được Thánh Đế. Như vậy thì không có một ai cả. Đó là sự thật. Và sự thật thì ở quanh đây thôi. Và rất khó để hiểu, phải không? Rất khó để hiểu. Sắc chân, cái từ sắc chá là một cái danh từ trung tánh. Ở đây chia theo đối cách là lời chân thật. Lời chân thật là lời chân lý, lời đem đến cái sự thật, đem đến cái sự hiểu biết, đem đến cái sự tôn kính, đem đến cái sự tôn trọng, và đem đến cái chánh ngữ. Lời chân thật cũng được gọi là chánh ngữ của Pháp. Về cái từ sắc chân này là cái sự thật, là cái chân lý. Cái từ pháp lê là cái căn phân động từ. Ở đây là hãy lên nói. Nếu mà nói cho ai thì nếu có nói thì hãy nói lên lời chân thật. Làm sao mà chúng ta khéo nói, khéo đưa những cái sự thật, cái lời chân thật, cái pháp mà Đức Phật dạy vào cho những người bạn của mình, cho những người thân quyến của mình, cho những người mình yêu thương, cho những người mình tiếp cận, để cho họ thấy được chân lý, thấy được ánh sáng, để họ không còn mê mờ, họ không còn khổ đau với những lỗi lầm, với những sự sai trái nữa.
thì người đó chắc chắn nếu trong đời này quả lành chưa trổ thì hết đời này chắc chắn họ sẽ sanh về các cái thiên giới. Và nếu họ sanh ra, họ là những người cao quý, tiếng thơm và ngôn từ lời nói của họ luôn luôn có được nhiều người mến, có được nhiều người kính trọng, có được nhiều người nghe theo. Rồi tiếp theo nữa là cái từ ná cút chay giác, là không nên phỏng lộ, nói lời chân thật rồi. Nhưng mà ở đời thì chúng ta biết là chúng sanh, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, và chúng sanh thì đa dạng, tâm tánh của chúng sanh thì mỗi người mỗi khác, các cái duyên riêng của chúng. Do đó mà chúng sanh thì rất dễ phỏng lộ, vì chúng sanh quen cái thói tham ái, quen cái tà kiến, quen cái xu hướng phỉ báng, quen cái xu hướng mà kích bác, quen cái xu hướng mà vặn vẹo lại. Do đó người trí không nên phẫn nộ, không nên phẫn nộ. Mà muốn không phẫn nộ đó thì chúng ta phải nhớ được rằng là sao vậy? Trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta phải thực sự chỉ có mỗi con đường là chúng ta thấy tất cả pháp đều vô ngã, không có ai trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm cả. Cái từ Kucheya là cái căn của nó là các chút. Động từ ở đây là không nên phẫn nộ. Thực tế thì Đức Phật khuyên là không nên phẫn nộ, nhưng mà để không phẫn nộ thì nó vô cùng khó, phải không ạ? Vô cùng rất là khó. Mà muốn không nên phẫn nộ thì hằng ngày chúng ta phải khéo tiếp xúc, và khéo nghe diệu pháp, và khéo suy tư về những cái sự khổ trong vòng sanh tử luân hồi, và khéo suy tư được là chúng sanh đa phần là bị phiền não vô minh lậu hoặc chi phối. Như vậy đó thì chúng ta mới có cái mới để chúng ta thương, có cái tâm từ hiểu được rằng là ta cũng đang bị khổ đau. Ta biết giáo pháp của Đức Phật, ta vẫn còn đau khổ, ta vẫn còn bị phiền não chi phối. Huống là những cái chúng sanh này đang chìm đắm trong biển trầm luân, họ không có biết đến giáo pháp của Đức Phật. Nên là chúng ta có, dần dần chúng ta có cái tự tâm, thấy được rằng là chúng sanh bị phiền não chi phối. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Dacca Pamimpi Ya Chito, là khi được yêu cầu. Ví dụ khi mà chúng ta được ai yêu cầu, người ta xin hay người ta cần cái sự giúp đỡ về những cái vật dụng như là đi đường, xe cộ, hay là nước uống, hay là khi bị người ta đói, hay là các chư đại đức tăng, các vị đi khất thực, thì dầu là chúng ta có ít thì tâm tư hãy rộng rãi, hãy bố thí, hãy chia sớt. Một người hiền thiện, một người biết thương mình, thương đời, thấy sự khổ thì người đó luôn luôn có cái tâm giúp đỡ, dầu là mình có ít, chia sẻ. Thì đó là rất là cái người đó, thì cái người mà có một chút ít như vậy nhưng mà vẫn có cái tâm cao cả, rộng lớn, bố thí, thì đó mới là người cao quý. Chứ còn người có nhiều tiền cho đã là cho thì dễ rồi, nhưng mà cũng nhiều người cũng không có cái tâm đó. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là trên đời này người giàu hay người nghèo không phải là những người hạnh phúc. Người giàu cũng không hạnh phúc mà người nghèo cũng không hạnh phúc.
Chỉ có những người có trí tuệ, hiểu biết các pháp nên không mang lỗi lầm. Người có trí tuệ là người không mang đến lỗi lầm. Người có trí tuệ mới là người hạnh phúc. Người hạnh phúc ở đây là gì? Người hạnh phúc ở đây là tâm luôn luôn có sự xả ly, không có chấp trước. Tiếp theo là cái từ techa kanda, cái căn của nó là kanda, là hãy cho. Hãy cho dầu mình có chút ít đi chăng nữa, nhưng mà mình hãy vượt lên cái sang tham ích kỷ nhỏ mọn. Như vậy là cái hành động của con người, cái tâm ý của con người mới nói lên được cái con người đó là người thiện, người thiện lành. Cái phẩm chất tâm của họ mới nói lên họ là ai, chứ không phải là họ giàu có, họ xinh đẹp. Như vậy phẩm chất tâm của mình như thế nào thì mình ở cái đẳng cấp đó. Phẩm chất tâm từ của mình nhiều thì mình ở cái đẳng cấp của các vị phạm thiên, hay là ở ngang, ở cùng với các cái bậc thánh nhân. Tâm của mình thường xuyên ly tham, thường xuyên bố thí, vân vân, thì mình ở chung với các cái bậc hiền nhân, bậc đức hạnh. Còn tâm của mình nó keo kiết, bủn xỉn thì mình ở chung với cái dạ xoa, ngạ quỷ. Vậy thôi. Rồi tiếp theo nữa là cái từ yachito, cái căn của nó là căn da, cộng với ý tá. Ở đây chia theo quá khứ phân từ của nó là yachita, yachati chứ. Nhưng mà chia theo quá khứ phân từ thành yachito. Nó thuộc về nam tánh, chia theo chủ cách là khi đã được sinh. Như vậy một người mà thấy người khác khó khăn thì một, nếu là người trí, nếu là người có tình thương thì không nên đợi người ta sinh. Đợi người ta sinh là mình đã quá tệ rồi. Mình đã quá tệ rồi. Mà cái người trí mà chỉ cần thấy người ta khổ, người ta nghèo mà mình có của ăn của để này kia thì mình tìm mọi cách làm sao để cho một cách tế nhị tốt đẹp đến cho họ. Chứ còn đợi người sinh thì đã là một cái chậm trễ rồi. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật dạy câu kệ này là cái người có của ít, nhưng mà cái người đến sinh thì người đến sinh là người lúc đó người ta không còn gì nữa, người ta mới sinh. Vậy thì mình có ít thì mình hãy cho đi một ít nữa, đó mới là tốt đẹp. Rồi cái từ etehi tihi tha lê hi gacche dewana santike. Etehi thì chúng ta biết nó là một cái đại từ, ở đây sự chia theo sử dụng cách số nhiều là với ba cái yếu tố này. Ba yếu tố này là yếu tố gì? Nói lời chân thật như đã nói rồi đó, rồi không có phẫn nộ, của ít mà bố thí cho người sinh. Đó là tâm cao thượng. Rồi cái từ ti hí, tí là số, chia theo sử dụng cách là với ba. Tí là ba đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Tha lê hí, căn của nó là căn tha cộng với án áp, là một cái danh từ trung tánh chia theo sở thuộc cách, sử dụng cách số nhiều, là yếu tố, chỗ đứng, vị trí. Như vậy là nhờ ba cái việc này vị đó sẽ đứng và đi đến cái nơi chư thiên, Dewanat. Tức là chư thiên ở đây chỉ cho cái sự tốt đẹp nhất. Dewanat là một cái danh từ nam tánh chia theo sở thuộc cách là của chư thiên. Santike là Santikat, danh từ trung tánh là ở gần, tức là gần, thân cận. Thì bây giờ chúng con đã trích nghĩa từ vựng xong và nói, và câu kệ này ngài Xích Minh Châu ngài dịch là: nói thật không phẫn lộ, của ít thí người sinh, nhờ ba việc làm này người đến gần thiên giới. Người đến gần thiên giới. Như vậy thì chúng sanh thì thích có được nhiều những cái phước lành, sống ở những cái nơi đẹp đẽ,
muốn được sống lâu, được an lạc, an vui, thì Đức Phật dạy cho chúng ta biết được là những cái cõi trời hay là những cái phẩm hạnh của chư thiên, những cái vị chư thiên thì cái tuổi thọ rất là lâu, dung sắc thì xinh đẹp, đời sống thì không có những cái phiền não chi phối nhiều. Thì chúng sanh thì muốn, bao giờ cũng muốn sanh về cái cảnh giới đó, những cái tâm ước ao đó. Thì Đức Phật dạy là những cái tâm hành xử của tâm với sống lời nói chân thật, rồi không có phẫn nộ với từ tâm, với lại giàu là của ít nhưng mà tâm lúc nào cũng rộng rãi bố thí, thì những cái phẩm chất thiện này nè, những cái phẩm chất thiện của tâm này nè, nó sẽ sanh ra những cái thế giới, nó sẽ sanh ra ở những cái thế giới